Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có uống cho khách ở Tây Ninh đó, 900 cái chữ sơ như vậy nè đó, 900 cái nha, chữ sơ này là 16, là 16 dày 5 ly nha cô chú anh chị và các bạn nha. Thì em chuyên về kính nhôm sắt inox sắt mỹ thuật đó, chuyên thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên là cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nha. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả đó, thì em làm gì thì em sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo đó. Thì em uống cái này là 900 cái để giao cho anh khách ở trên Tây Ninh đó, thành phố Tây Ninh. Đây thì nói chung em có máy uống sắt mỹ thuật luôn, nên là em uống rồi giao phôi rồi ở các tỉnh thành luôn nha. Đó, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Có bán phụ kiện ho lá sắt mỹ thuật luôn đó, cô chú anh chị nào cần thì liên hệ em. Này là đang đếm cho đủ cái số lượng để giao cho khách nè. Cái với lại là uống cho khách một cái bộ cửa cổng bằng la hết toàn bộ như vậy luôn, la dày 5 ly vậy luôn. Thì lát nữa em uống cái phôi cửa cổng thì em sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo đó. Rồi thì cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha. Số điện thoại em sẽ để phần mô tả. Rồi em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.